Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The new 2021 Sienna with hybrid power has an incredible 648-mile driving range. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. Tại McDonald's, chọn hai bánh giữa McChicken, McDouble hay Hot and Spicy McChicken chỉ có $3.50. Cảm ơn quý vị vẫn dự mãn truyền hình Leadership on TV theo dõi phần tin tổng hợp cùng với Thanh Mai và Đỗ Tuấn Khoa trong ngày hôm nay. Sau đây là các bản tin địa phương. Gần 250.000 công chức ở California phải tiêm vaccine COVID-19 hoặc xét nghiệm hàng tuần. Nhà hàng Basilico Pasta y Vino ở Huntington Beach chỉ tiếp khách hàng không tiêm vaccine COVID-19. Cựu thượng nghị sĩ California bị cướp ở Oakland. Và sau đây là các bản tin chi tiết, bắt đầu với Thanh Mai. Cảm ơn Khoa. Và thưa quý vị, tin địa phương cũng cho biết thì giới chức thẩm quyền của California ngày hôm qua cũng cho hay sẽ yêu cầu tất cả các nhân viên y tế, khu vực công ty cũng như là công ty tư nhân cùng với là 250.000 công chức của tiểu bang phải xuất trình giấy chứng nhận đã tiêm vaccine COVID-19, thưa quý vị. Và quyết định trên được công bố vào lúc mà số ca nhiễm COVID-19 biến thể Delta và số người nhập viện tăng vọt với tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19. Và cũng trong khi đó thì số người nhập viện đang tăng vọt cùng với tỷ lệ tiêm chậm lại kể từ khi mà California dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa ngày hôm 15 tháng 6. Một số địa phương như là quận Los Angeles ghi nhận số bệnh nhân COVID-19 nhập viện tăng gấp đôi trong vòng 2 tuần lễ. Pasadena đã ra thông báo yêu cầu công chức và nhân viên y tế của họ tiêm vaccine COVID-19 đồng loạt, trong khi thì quận Los Angeles ra lệnh đeo khẩu trang ở trong nhà bất kể tình trạng tiêm chủng. Hiệp hội Nhân viên Y tế Quốc tế đại diện hơn là 15.000 nhân viên y tế, các bệnh viện, viện dưỡng lão và phòng khám ở California đã hoan nghênh quyết định trên và có hiệu lực từ ngày thứ Hai, ngày 2 tháng 8. Và bất chấp số ca nhiễm COVID-19 biến thể Delta đang tăng vọt, nhiều cơ sở kinh doanh thương mại ở Huntington Beach tiếp tục từ chối việc tuân thủ khuyến cáo của tiểu bang California để bảo đảm sự an toàn của cá nhân. Một trong những trường hợp điển hình là nhà hàng Basilico Pasta e Vino đã trương bản hiệu cho biết là thực khách được yêu cầu cung cấp bằng chứng chưa có tiêm vaccine COVID-19. Quý vị không nghe lầm, tức là phải có bằng chứng chưa có tiêm vaccine COVID-19. Đây là hành động mới nhất trong một loạt thách thức của nhà hàng, bắt đầu bằng chiến dịch chống khẩu trang vào hồi tháng 5 của năm 2020. Nhà hàng yêu cầu khách hàng gỡ bỏ khẩu trang khi vào bên trong. Theo NBC News, thì thay vì gắn bản hiệu buộc khách hàng đeo khẩu trang đang phổ biến khắp California để mà ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm COVID-19, thì tấm bảng dán ở cửa sổ của nhà hàng này để hoàn toàn ngược lại. Chủ nhân của nhà hàng là Tony Roman nói rằng ông chiến đấu cho sự tôn trọng hiến pháp kể từ ngày 19 tháng 3 của năm 2020, tiểu bang ban bố lệnh phong tỏa để ngăn ngừa đại dịch. Trong khi đó, thì hàng trăm quán rượu ở San Francisco yêu cầu khách hàng hãy xuất trình giấy chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 hoặc kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 để được vào bên trong. Gần 3/4 cư dân San Francisco đã được tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ. Và theo thị trưởng London Breath, thì trong số 1.800 người bị nhiễm COVID-19 nhập viện tuần qua, thì chỉ có 6 người đã được tiêm vaccine. Tức là phần lớn gần 1.800 người, 1.793 người là không có tiêm vaccine bị nhiễm. Mà trong nhà hàng ông này là ông ngược lại, là lại để cái bảng là... Không cần đeo khẩu trang, không vaccine thì vô nhà hàng của ổng. Dạ, thành ra... Ông làm ngược lại với người ta. Ông làm, dĩ nhiên sẽ cũng có một tiểu số những người mà đã không tin vào vaccine đó, hoặc là không tin vì lý do nào đó mà tới nay cũng chưa đi, có thể là ngày mai đi đó, nhưng mà đi vô nhà hàng không ăn tin thì, mà thì không biết là ăn cái này được cái giải gì nhưng mà em là em còn yêu đời lắm, em chưa muốn đi chết, thành ra nhà hàng này sẽ nằm ở trong danh sách đen của em. Là em không tới đó. Em không tới luôn. Chết cũng không đến. Cho tiền cũng không tới nữa. Đã gọi là chết cũng không đến mà lấy gì cho tiền. Và thưa quý vị, cựu thượng nghị sĩ Barbara Boxer ngày hôm qua đã bị xô ngã từ phía sau và bị cướp điện thoại di động khi đang đi bộ trên vỉa hè Oakland, California.
bà Barbara Boxer, 80 tuổi, bị tấn công tại công trường Jack London. Kẻ cướp từ đằng sau xô bà ngã sắp xuống đất, giật điện thoại di động, rồi nhảy lên một chiếc xe hơi đang đợi sẵn. Cảnh sát cho biết bà cụ thượng nghị sĩ này may mắn không bị trọng thương trong vụ cướp xảy ra khoảng là 1 giờ chiều ngày hôm qua, công trường Jack London, cạnh khu giải trí Alameda ở phía nam của Auckland, cách vận động trường Auckland Athletics khoảng là 6 cây số. Bà Boxer, đảng viên Đảng Dân Chủ, 10 năm làm dân biểu Hạ viện Hoa Kỳ và 24 năm là thượng nghị sĩ của tiểu bang California. Bà đã không tái cử vào năm 2016, thưa quý vị. Và thưa quý vị, Trung tâm Y tế UCLA đứng thứ 3 và Trung tâm Y tế Sierra Sinai đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng là những bệnh viện tốt nhất của năm 2021-22 do US News and World Report công bố vào hôm thứ Hai. Hạng thứ 3 là vị trí cao nhất của Trung tâm Y tế UCLA trong vòng 32 năm qua. Và Trung tâm Y tế UCLA được xếp hạng 10 thứ hạng đầu 12 chuyên khoa tiểu đường và nội tiết, tiêu hóa và phẫu thuật tiêu hóa, hạo lão khoa mạch máu và phẫu thuật phổi, nhãn khoa chỉnh hình, tâm thần học, ung thư thần kinh và phẫu thuật thần kinh, tiết niệu, tim mạch và phẫu thuật tim và thấp khớp. Trung tâm Y tế Sierra Sinai được xếp 10 thứ hạng hàng đầu trong 7 chuyên khoa, bao gồm khoa ung thư, tim mạch và phẫu thuật tim, tiêu hóa, lão khoa, chỉnh hình, bạch máu, mẫu thuật phổi và tiết niệu. Phòng khám Mayo ở Rochester, Minnesota được xếp hạng nhất trong 6 năm liên tiếp và phòng khám Cleveland được xếp hạng thứ hai. Các tiêu chuẩn xếp hạng dựa vào tỷ lệ sống sót và tỷ lệ xuất viện cũng như là phẩm chất trong thời gian điều trị của các bệnh nhân. Theo tổ chức iTeam thì rất nhiều người lừa đảo đã thu thập tin tức của khách hàng tìm kiếm dịch vụ các loại trên Google để mà gian lận. Tin cũng cho hay chủ nhà tìm kiếm trên Google, một công ty sửa chữa nhà bị hỏng có thể làm phải tiếp nhận người xuất hiện trước nhà không phải là công ty, đã gọi vì danh sách doanh nghiệp giả đang tràn ngập trên Internet. Một trong các nạn nhân điển hình là bà Laura Lass cho biết đã vào Google để mà tìm kiếm công ty sửa chữa cửa garage, gọi công ty đầu tiên tên là Moore Park Garage Door Repair. Bà bị sốc khi mà kỹ thuật viên xuất hiện sau đó đưa cho bà một hóa đơn trị giá gần 2.000 Mỹ Kim và tới lúc đó thì mới biết tên ghi trên hóa đơn không phải là công ty mà bà đã gọi. Theo iTeam thì công ty mà bà Lass gọi là giả mạo và không hề có. Thay vào đó thì bà đã gọi tới một trung tâm điện thoại và đơn vị này chuyển cuộc gọi cho một đơn vị gian lận khác, thưa quý vị. Và tình trạng giả mạo cũng lan tràn trong các lĩnh vực khác như là thợ sửa khóa chẳng hạn. Cũng theo iTeam, có khoảng là 16.000 công ty thương mại kinh doanh xuất hiện trên Google trong 4 năm qua là công ty lừa, trong khi thì Google cho biết riêng năm rồi đã chặn hoặc là xóa gần là 3 triệu doanh nghiệp giả mạo trên Google, thưa quý vị. Đúng rồi. Cẩn thận. Cũng phải cẩn thận đó. Thành ra mình muốn phải tìm thử 2-3 lần, tức là Google rồi Google Maps rồi phải hỏi bạn bè nữa. Đúng. Coi cái này là chỗ này có uy tín, chẳng hạn bấm Magic Mattress bảo đảm không bị lừa. Thanh Mai mới muốn biết viết gì thì Thanh Mai cứ gọi Magic Mattress là không bao giờ bị lừa, thưa quý vị. Bấm ngay cái điện thoại luôn. Và thưa quý vị, bản tin cuối, một cảnh sát California cuối tuần qua bị bắn chết khi lực lượng tinh nhuệ của cảnh sát cố gắng giải cứu các con tin bị một người đàn ông có súng trường AK-47 và một khẩu súng ngắn bắt giữ trong một căn nhà ở San Joaquin Valley. 4 người khác cũng bị thiệt mạng trong vụ nổ súng, gồm có 3 người bên trong ngôi nhà được cho là hai con trai và vợ của tay súng. Vụ nổ súng xảy ra khoảng 1 giờ chiều Chủ nhật ở Wasco, cộng đồng nông trại phía tây bắc của Bakersfield. Cảnh sát đã bắn chết nghi can đang leo lên mái nhà. Viên cảnh sát hy sinh là Philip Campas, 35 tuổi, có thâm niên làm việc 5 năm, từng là trung sĩ từng tùng sự tại lực lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ ở Afghanistan, có vợ và hai con nhỏ. Cảnh sát cho biết đã nhận được điện thoại cầu cứu xảy ra vụ bạo lực gia đình và đã có mặt kịp thời để giải cứu, giúp cho hai phụ nữ và hai bé gái rời khỏi căn nhà an toàn. Nghi can 41 tuổi đã bắn chết hai con trai 17 tuổi và 24 tuổi cùng với người vợ 42 tuổi, danh tính thì chưa được tiết lộ. Tên cho hay sau vài tiếng đồng hồ bị bao vây, nghi can đã ôm hai khẩu súng leo lên mái nhà và đã bị cảnh sát bắn chết. Và bản tin vừa rồi cũng vừa kết thúc phần tin tổng hợp trong ngày hôm nay cùng với Thanh Mai và Đỗ Tân Khoa. Đỗ Tân Khoa, Thanh Mai, chúc quý vị một ngày thứ ba bình an nha quý vị. Xin kính chào.